vì trong tự nhiên ấy là các bạn gấu bạn ấy sử dụng leo trèo các cái cây rất là nhiều, và các cô đang cố là copy lại những cái hình ảnh ở trong rừng của các bạn đấy, cho nên là những cái đồ như này các cô làm lại các công thức bằng gỗ, và các bạn ấy răng cũng rất là yếu nữa, thế nhưng mà làm những cái đồ bằng thép thì các bạn ấy cắn vào cái liều gây đau răng cho các bạn ấy, thế nên các cô làm phải có một đồ sửa nhân sự các đồ chơi này, thì đồ chơi đấy là bằng gỗ sẽ an toàn hơn cho các bạn. Đúng rồi, nó sẽ thể học quen dần với tự nhiên. À, bây giờ các bạn quan sát xem trong này có những cái đồ chơi nào dành cho gấu đi. Gì nhỉ? Bóng này, gì nữa? Xích đô, gì nữa nhỉ? Cầu trượt. Cầu trượt á? Đâu? Cầu trượt đâu? Bóng cầu trượt dùng mặt của bạn ý này. Các cấu trúc leo trèo cao như thế này cũng là một cái loại đồ chơi của bạn ý này. Đây là cái xà gì ạ cô? Ừ, xà nào? Như là cái xà gì leo thẳng thế nào? Ừ, đó, đây là cấu trúc leo của bạn mà. Có một đồ chơi nữa các bạn trẻ rất ngạc nhiên. Các bạn có nhìn thấy cái thùng phi xanh ở đằng kia không? Mà có cái lỗ xung quanh ấy. Các cô thì giấu đồ ăn vào trong đấy. Và nếu như các bạn giấu muốn tìm được đồ ăn và lấy đồ ăn ra, các bạn phải học cách là lăn như thế nào thì đồ ăn rơi ra ngoài. Mình có xem còn đồ chơi gì nữa nhá. Đây là cái trên cái đầy chơi. Gấu là loài động vật hoang dã và gấu không phải là vật nuôi chơi của mình gia đình, cho nên là các con qua đây là không tiếp xúc trực tiếp với gấu. Vâng, thế con những cái động vật hoang dã như thế để cấm gì đấy. Các con nhìn nó không nhá. Dạ con bảo vệ các loài động vật hoang dã đấy nhá. Con bấm gấu đều có tính cách riêng của bạn đấy, và bạn gấu này thì lại là bạn gấu thân thiện nhất. Nếu như mà khi nào có bạn gấu mới về ấy, thì bạn gấu David này sẽ được cử ra làm người đầu tiên làm quen với các bạn đấy. Các bạn quen dần với các bạn gấu. Gấu đỡ cào, gấu có những cái móng vuốt rất là dài và sắc. Thì các bạn ấy, nhưng mà các bạn ấy đã có những cái cột gỗ như thế kia để cào rồi. Nên những chỗ này thì các cô phải bọc cây lại để gấu không cào, vì gấu cào mà sứt vỏ cây là cây sẽ chết các bạn. Các cô muốn bảo vệ cái móng dâm cho các bạn ấy được chơi thoải mái. Và hẳn là cây cào thì cây sẽ đổ. À, nó có thể chết cây. Lát nữa các bạn đi ra ngoài kia. Đây, đây mình có thể nhìn thấy cái cây đây này. Cây này nó các cô không bọc lại cây này và thả ra cho các bạn đi chơi, nên là các bạn đi trèo lên đặt hết toàn bộ cành, chịu hết lá này. Cây này cây nó chết rồi. Ngồi dậy con, ngồi dậy, ngồi dậy, ngồi dậy. À, còn một câu hỏi nữa, tại sao những cái cây này các cô lại bọc hàng rào điện lại? Tại vì là không cho chạy vào. Chứ các bạn ấy không trèo à? Trèo lên. Sao lại thế? Trèo lên nay bây giờ đã. Các bạn gấu leo trèo rất giỏi, các bạn ấy có thể trèo lên cái cây cao mà cao phải tương đương với cái tòa nhà 10 hay 14 tầng gì đó. À, cho nên là những cái cây này các bạn có thể trèo lên đến ngọn, mà nếu như bạn trèo ra gần đây mà bạn rơi xuống thì sao nhở? Sổng chuồng. À, cho nên là các cô bọc hàng rào điện này lại là để các bạn ý được an toàn ở phía bên trong. Chị hỏi là nếu mà các bạn trèo cao mà ngã thì gấu sổng chuồng. Nó giống như là những người trèo leo trèo rất giỏi ạ. Em chưa nghe thấy trường hợp nào gấu trèo cây ngã chết cả. Em chưa chứng kiến nên em không trả lời được chị. Em chưa gấu trèo cây ngã chết hả? Gấu trèo cây ngã chết. 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 Gấu trèo cây ngã ch
Rồi. Gấu này gọi là gấu gì hả chị? Gấu này.